Chập tối, nhà họ Cố dần đông vui lên, gia đình bác cả và chú ba đều lần lượt tới. Nghe nói năm nay gia đình anh hai có thêm một nàng dâu, bác cả và chú ba đều chuẩn bị bao lì xì. Lâm Thiển rất biết cư xử, vừa lanh lợi lại khéo nói, pha trò, làm mấy trường bối vui vẻ. Hiếm có nhất là ngay cả hai anh em Cố Đông Quân và Cố Nam Hách không thường xuyên nói chuyện gia đình với bác trường bối, cũng ngồi xuống trò chuyện. Cả gia đình vừa nói vừa cười, hòa hợp êm thấm. Phan Tuệ, Diệp Thiến Như, Chu Đình ngồi cùng nhau. Trước giờ mấy chị em dâu đều rất đoàn kết, chung sống với nhau như chị em ruột. Chu Đình nói, chị hai, em thấy Lâm Thiển cũng được mà. Đâu kinh khủng như chị nói trong điện thoại đâu. Phan Tuệ, đúng đó, lạc quan, sáng sủa, còn vui vẻ nói chuyện với trưởng bối. Có hiếu vậy cũng không tệ. Thanh niên bây giờ chẳng đứa nào muốn ở chung với chúng ta nữa là. Như con trai của chị ấy, bình thường muốn nói chuyện với nó vài câu mà giống như đòi mạng nó vậy. Diệp Thiến Như, hai người thật lòng nghĩ vậy hay là an ủi em thế? Đương nhiên là thật lòng rồi. Hai người đồng thanh nói. Diệp Thiến Như thở dài, yên lặng nhìn thoáng qua Lâm Thiển nói. Đúng vậy, bây giờ quả thực nhìn nó rất được, nhưng hai người chưa thấy lần đầu nó đến nhà em đâu. Giống như ăn mày vậy đó, lại còn xấu tính rất ghê gớm, tâm cơ nặng nữa chứ. Em chưa từng thấy đứa con gái nào tâm cơ nặng như vậy. Chậc chậc. Phan Tuệ, tại em quan tâm quá thôi, em ngẫm lại mà xem. Thành Kiêu bận rộn như thế, phần lớn thời gian đều không ở nhà. Không phải Thành để nên có một người ghê gớm chấn giữ sao? Chu Đình, em thấy con bé này giỏi đấy, biết nhìn sắc mặt, biết làm người ta yêu mến, cũng có tâm cơ. Mà chị hai à, không phải ai có tâm cơ cũng là người xấu đâu. Miễn là tâm cơ của nó giữ được hòa thuận trong gia đình, miễn là tốt cho Thành Kiêu thì đó là chuyện tốt. Diệp Thiến Như miễn cưỡng gật đầu, nhưng ngoài miệng vẫn không tình nguyện lắm. Chị vẫn thích con gái nhà quyền quý như Tử Kỳ hơn, mọi mặt đều giống với Thành Kiêu. Chị hai à, có lẽ cũng vì chúng nó quá giống nhau, cho nên Thành Kiêu mới không có cảm giác với con bé đó đấy. Nó thích người trái ngược hoàn toàn với nó như Lâm Thiển hơn, chị nói xem. Cuối cùng Diệp Thiến Như cũng im lặng, dù trong lòng không muốn, nhưng bây giờ kết cục cũng đã định rồi. Giờ phút này, tại Vân Xuyên xa xôi, Nemo đang quây quần uống rượu, ăn cơm với các anh em khác. Nơi này là một nhà tắm có quy mô không lớn lắm, chung quanh vùng này là các khu đèn đỏ nổi danh. Nemo được các anh em cứu khỏi xe tù từ thành phố B đến thành phố S, bây giờ tất cả bọn chúng đều trở thành tội phạm truy nã. Từ khi Nemo được tự do, liền trở nên vô cùng đần độn, khác xa với sự lanh lợi trước đây. Cả đám cho rằng chắc ở trong tù hắn ta bị tra tấn nhiều đến mức rối loạn tinh thần. Nemo cầm ly rượu đứng lên nói. Tôi kính mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Đại ân đại đức này Nemo tôi suốt đời khó quên. Ngồi đối diện Nemo là thủ lĩnh tạm thời, người ta gọi hắn là Hắc Gia. Hắc Gia xua tay nói. Ngồi xuống uống đi, ngồi xuống uống đi. Tiếc là không thể cứu luôn bọn Đạt Chí Hổ Tử ra. Lúc ấy quả thật suýt được rồi, không ngờ bọn cướp lại phát hiện nhanh như vậy. Nemo cảm kích cũng vô cùng áy náy. Lúc ấy nếu Đạt Chí không đẩy tôi, thì tôi cũng không nhảy ra khỏi xe nhanh như vậy. Đôi khi tôi ngẫm lại dáng vẻ vô dụng của tôi hiện giờ, chẳng thà cứu Đạt Chí còn hơn. Người anh em, đừng bao giờ nói vậy, chúng tôi còn nhờ cậu liên lạc với chú Tư mà. Nemo bỗng híp mắt lại, bình tĩnh và hòa hoãn nói. Tôi không liên lạc với chú Tư được, chỉ có chú Tư liên lạc với tôi thôi, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu yên tâm, cậu là người của chú Tư, cậu đi theo anh Khôn của chúng tôi, anh Khôn sẽ không bạc đãi cậu đâu. Nemo thừa cơ hỏi. Bây giờ anh Khôn ở đâu? Bầu không khí đột nhiên lạnh đi, mấy anh em đang ăn uống tiệc tùng đều ngừng đũa. Nemo rất khẩn trương, lời đã nói ra,
tiến không được mà lùi cũng không xong. Có phải tôi không nên hỏi vấn đề này không? Nemo cười hiền, còn gãi gãi đầu giống như tên ngốc. Đột nhiên Hắc Sa cười lớn. Ha ha, đừng căng thẳng, anh Khôn cũng nói muốn gặp cậu. Qua ngày 15, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp anh Khôn. Nemo gật đầu cười. Được, cảm ơn Hắc Sa. Ăn uống vào thì ai cũng thoải mái, cơm nước no say liền nghĩ tới chuyện dâm dục. Hắc Sa chợt nói. Các anh em, anh Khôn nói thời gian này để mọi người bị liên lụy nên bảo tôi phải khao mọi người thật đàng hoàng. Hắc Sa vỗ tay bôm bốp hai tiếng, sau đó mở cửa. Một loạt mấy chục cô gái mặc áo lụa mỏng tang lần lượt đi vào. Mỗi một người đều có gương mặt quyến rũ. Bên trong lớp lụa mỏng, không một mảnh vải, lúc ẩn lúc hiện hoàn toàn trống không. Trong chốc lát mấy anh em đều nhìn ngây người, chỉ nghe tiếng cụng ly trong bữa tiệc chứ không nghe thấy gì khác. Nemo hít sâu một hơi, lặng lặng, nhìn chằm chằm Hắc Sa, không dám liếc lung tung, cũng không muốn liếc lung tung. Sau sự yên lặng ngắn ngủi là tiếng cười dâm đãng của đám mài dao xoèn xoẹt. Cảm ơn Hắc Sa, mời Hắc Sa chọn trước. Không cần cảm ơn tao, đây là ý của anh Khôn. Cảm ơn anh Khôn, nhưng cũng phải cảm ơn Hắc Sa. Đám người bắt đầu ồn ào. Cảm ơn anh Khôn, cảm ơn Hắc Sa. Cả đám miệng thì hô hào cảm ơn, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào những cô gái có dáng người nổi bật. Không ngờ, ở nơi thâm sơn cùng cốc, còn có mặt hàng này, ai cũng là cực phẩm. Hắc Sa đứng dậy chọn một cô gái cao gầy nhất nói. Nemo, hàng cao cấp này thưởng cho cậu. Nemo nhìn Hắc Sa khiêm tốn xua tay. Không không không, Hắc Sa chọn trước đi. Anh em trong bữa tiệc bắt đầu nhốn nháo. Nemo, không thấy chúng tôi, đều rất vội à? Cậu ôm một em đi là được. Đây là Hắc Sa nể mặt cậu đấy. Đúng đó, Hắc Sa liều mạng cứu cậu. Sau này cậu phải nói tốt cho Hắc Sa vài câu trước mặt chú Tư đấy. Người anh em Nemo, trước đây cậu chọn ba em một lần, sao bây giờ đổi tính rồi? Hay là đã bị bọn cớm uốn cong? Ha ha. Nemo lúng túng, ngượng ngùng cười. Không phải, không phải, không có chuyện đó đâu. Hắc Gia tiếp lời. Chẳng lẽ người anh em Nemo không thích kiểu cao gầy? Vậy cậu tự chọn đi, thích em nào cứ chọn em đó. Nemo không dám từ chối nữa, sợ rằng từ chối sẽ làm cả đám nghi ngờ. Thế là hắn ép mình, nhìn lướt qua hàng gái kia. Nhanh lên, mắt bị mờ hả? Nhanh lên, nhanh lên. Đúng vậy, chọn nhanh đi, chọn đại một em thôi, mà lề mề thế. Bỗng nhiên Nemo nhìn thấy một cô gái khoác áo lụa mỏng màu tím nhạt, ra hiệu tay với hắn. Hắn không dám tin, khẽ run lên. Cô đó. Cô gái khoác áo lụa tím chậm chậm bước đến, cười thẹn thùng. Vừa đến, cô ta liền ngồi lên thẳng đùi hắn, một tay ôm lấy cổ hắn, một tay cầm ly rượu lên, nói. Ngài, em kính ngài. Cô gái ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó áp đôi môi bóng lưỡng lên môi Nemo, truyền rượu vào trong miệng hắn. Các anh em đều nhìn ngây người, không ngờ gái ở đây còn rất biết điều. Cả đám phấn khích không thôi, nhao nhao muốn thử. Hắc Gia cũng kéo một em ngồi lên chân mình hô to. Chăm sóc tốt cho các anh em của tôi nhé. Các cô gái tiến thẳng vào bàn tiệc. Một người ngồi với một tên. Ai cũng có, hoàn toàn không thiên vị. Cả người Nemo cứng đờ, hai tay nhìn như ôm cô gái, nhưng thật ra không chạm vào người mà chỉ giơ lơ lửng. Hắn dùng ánh mắt sâu xa và phức tạp nhìn cô gái, cố gắng tìm ra chút manh mối từ ánh mắt của cô ta. Sói. Lúc rời khỏi môi hắn, cô gái tỉnh bơ nói khẽ một chữ. Nemo hơi giật mình, chậm rãi nuốt nước bọt. Nếu không phải các anh em khác đang đắm chìm trong sắc đẹp, e rằng hắn đã lộ tẩy tại chỗ. Ngài à, lần đầu hay sao mà căng thẳng vậy? Cô gái lau đi vết son trên khóe miệng hắn, mập mờ hỏi. Chẳng lẽ em phải tặng bao lì xì cho ngài sao? Nghe được lời nhắc nhở, lúc này thần kinh căng thẳng của Nemo mới chấn định lại.
hắn ta lạnh lùng nói. Không, chỉ là tôi không thích làm ở chỗ đông người. Cô gái cười rạng rỡ giống như nghe được một chuyện tiếu lâm vô cùng hài hước. Ngài à, em thích dáng vẻ lưu manh của ngài đó. Nemo hơi cau mày, dùng ánh mắt nói với cô gái. Chẳng buồn cười tí nào. Lúc này cả đám đang đắm chìm trong lòng người đẹp, chẳng ai chú ý đến ai. Mấy gã gấp gáp như khỉ đã bắt đầu hành động thiếu lịch sự ngay trước mặt mọi người. Mặt mày hắc ra đỏ ửng, nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh táo đến cùng. Người anh em Nemo, đừng thấy lạ. Đám anh em này đều là kẻ thô kệch, thấy gái là muốn lên giường, không quản được chân mình. Nemo ngượng ngùng, nhưng cũng giả đò gấp gáp như khỉ, hỏi. Hắc gia, tôi có thể rút lui trước không? Đúng đúng đúng. Hắc gia như nghĩ đến cái gì đó, gọi to đám anh em đang hổn hển. Không phải tao nói phải làm người văn minh sao? Tự tìm chỗ giải quyết đi. Dứt lời, Hắc gia ôm người đẹp vào lòng, hào hứng đi vào phòng nhỏ bên cạnh. Ai cũng điên cuồng như nhau, tự ôm người đẹp, tìm chỗ riêng cho mình. Đây là một nhà tắm nên phòng ốc có hạn. Ngoại trừ mấy người đặc biệt vào phòng thì đại đa số đều chọn giường đơn ở đại sảnh. Trong đại sảnh mờ tối, bên này một đôi, bên kia hai đôi. Ở giữa còn có mấy đôi. Tiếng rên vang liên tục. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Nemo đưa cô gái vào một phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ không bật đèn, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên bệ cửa sổ tỏa ra ánh sáng leo lắt. Cũng tản ra mùi thơm rất sâu kín. Bên trong chỉ có một giường đôi, vách tường màu hồng phấn. Phía trên dán các poster lớn hình nam nữ đang quan hệ. Dưới ánh sáng lờ mờ, Nemo nín lặng không lên tiếng, cảnh giác nhìn khắp phòng. Cô gái khoác áo lụa tím cũng thế. Sau khi xác định trong phòng không có thiết bị theo dõi nào, cô gái khoác lụa tím mới khẽ nói. Lang Vương, em là Tử Y. Cố Thành Kiêu né tránh cô ta, đi thẳng tới cái túi để trong cùng, lấy một thứ màu trắng rũ ra. Là khăn mặt. Anh lục lọi thêm một hồi, lấy ra một cái áo choàng tắm, không xoay người lại mà chỉ đưa ra sau lưng cho cô ta. Trịnh Tử Kỳ hơi xấu hổ, vội nhận áo choàng tắm mặc vào, giải thích. Em ở ngoài 3 ngày vẫn không tìm được cách gì, chỉ có thể dùng cách này để trà trộn vào. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tâm trạng của Thành Kiêu có chút nặng nề. Việc này đối với Trịnh Tử Kỳ mà nói thật sự quá khó khăn. Quả thật cô ta đã hy sinh rất lớn. Hình như Trịnh Tử Kỳ hiểu được tâm trạng của anh, bèn đi qua an ủi anh. Em không sao, dù sao gương mặt này cũng không phải của em. Sát vách vọng qua tiếng thét chói tai của một cô gái, mấy ả thay phiên nhau la. Sao cô lại tới đây? Xuyệt. Trịnh Tử Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy Cố Thành Kiêu. Đừng nhúc nhích, bên ngoài có người. Cố Thành Kiêu quay đầu nhìn ra cửa. Cánh cửa nhỏ hơn khung cửa, phía dưới hở ra một cái khe. Ánh đèn ngoài khe hắt vào, lúc này đôi chân của người nghe lén đã che khuất ánh đèn. Từ bên trong nhìn ra, thấy rất rõ. À, anh chậm một chút. Trịnh Tử Kỳ cố ý rên lên, cố gắng kéo người anh sang bên này. Cố Thành Kiêu quay lại chừng cô ta. Cô... phối hợp chút đi. Trịnh Tử Kỳ nhón chân lên, muốn diễn đến cùng. Thật sự điên rồi, Cố Thành Kiêu thầm gầm nhẹ lên một câu, rồi đẩy cô ta ra. Chỉ cô ta cảnh cáo. Trịnh Tử Kỳ nửa đùa nửa thật, hỏi thăm. Em thế này mà anh không động chút lòng nào sao? Cố Thành Kiêu lập tức nổi giận. Giờ phút này, thân là lính đặc công nằm vùng mà cô ta còn nói chuyện riêng của mình. Đây là hành động cực kỳ không chuyên nghiệp, cũng là hành động vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng dưới ánh sáng mờ tối, Cố Thành Kiêu không dùng khuôn mặt thật nên Trịnh Tử Kỳ không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh. Cô ta hiểu lầm anh cũng đang đấu tranh nội tâm do dự. Cô ta cởi cái áo choàng tắm vừa mới mặc vào ra, lại ôm chặt lấy Cố Thành Kiêu. Thành Kiêu! Cô ta cắn môi phát ra một tiếng rất khẽ tựa như tiếng rên. Mà cùng lúc cô ta sắp ôm được anh, Cố Thành Kiêu hất tay theo bản năng phản kháng đẩy cô ta ra. A, Trịnh Tử Kỳ bị đẩy, bay thẳng ra ngoài, va vào cửa. Đây là tiếng cô ta kêu đau. Khoảnh khắc đó cô ta xấu hổ vô cùng.
hình như người nọ ở ngoài cửa cũng bị dọa, kêu khẽ một tiếng. Mặc dù vô cùng khó xử, nhưng Trịnh Tử Kỳ vẫn phải lấy lại cục làm trọng. Cô ta tương kế tự kế nói. Anh à, anh làm em đau quá, chậm chút. Cố Thành Kiêu đưa lưng về phía cô ta, đá thẳng cái áo choàng tắm đang phủ lên giày về hướng cô ta, chẳng nói một lời. Lúc này, kẻ nghe lén bên ngoài bỗng gõ cửa. Người anh em Nemo? Là Hắc Gia. Phải thương hoa tiếc ngọc nhá người anh em Nemo, ha ha. Tiếng cười của Hắc Gia xa dần, ánh sáng ngoài khe cửa lại hắt vào, hắn ta đã bỏ đi. Chỉ chốc lát sau, phòng bên cạnh vọng vào tiếng rên từng cơn của người phụ nữ, trầm bổng du dương, liên miên chập trùng, cuồn cuộn không dứt. Cố Thành Kiêu vẫn đưa lưng về phía Trịnh Tử Kỳ hỏi. Cô tới đây làm gì? Trịnh Tử Kỳ thu lại vẻ thảm hại hồi nãy, lại mặc áo choàng tắm vào nói. Lâu rồi tổng bộ không nhận được tin tức của anh, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên em chủ động xin đến đây dò xét. Hơn nữa, em còn có một tin muốn báo cho anh. Nói đi. Phó thị trưởng Triệu Minh đã bị điều tra. Nhà nước tìm được chứng cứ ông ta lợi dụng chức quyền để làm chuyện riêng trong dự án khu Lạc Ngoạn. Trừ Triệu Minh ra, cùng té ngựa còn có Tổng cục trưởng Cục Công Thương Quách Phẩm Xuyên. Người quản lý khu Lạc Ngoạn trước đây Trần Quốc Thành và một vài cán bộ cao cấp khác. Còn tên Tạ Trung mà chúng ta nghi ngờ thì không rõ tung tích. Cố Thành Kiêu suy tư một lát, nhanh chóng làm rõ đầu mối nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau ngày 15 tháng Giêng, Hắc Gia sẽ dẫn tôi đi gặp Sa Khôn. Sau ngày 15? Là ngày nào? Gặp ở đâu? Không biết. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đoàng rất lớn. Cố Thành Kiêu quay lại đối mặt với Trịnh Tử Kỳ. Hai người đều mở to mắt nhìn nhau. Đó là tiếng súng. Đêm 30, một tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của thôn núi nhỏ. Cố Thành Kiêu đi tới cửa, áp tay lên cửa để nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Âm thanh càng lúc càng lớn, cộng với tiếng thét sợ hãi và tiếng khóc của phụ nữ. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Là tiếng của Hắc Gia, giọng điệu rất bất mãn. Đứa nào làm ông mất hứng, muốn chết hả? Cố Thành Kiêu mở hé cửa ra, trong đại sảnh sáng trưng, rất nhiều anh em đã đi ra. Kẻ mặc áo ba lỗ, kẻ đang thắt dây nịt, còn có kẻ chỉ mặc mỗi cái quần lót. Tiểu Linh, Tiểu Linh, cô tỉnh lại đi, Tiểu Linh! Tiếng la khóc của phụ nữ càng lúc càng rõ hơn trong âm thanh thô lỗ của đám đàn ông. Cố Thành Kiêu mở cửa rộng hơn, ló nửa người ra. Chỉ thấy mấy cô gái quần áo xốc xếch đang ngồi tụm lại sợ hãi co rúm. Cách bọn họ không xa là một cô gái đang nằm dưới đất, ngực đầm đìa máu, chân vẫn còn co giật. Mau cứu cô ấy đi, cầu xin mấy anh hãy mau cứu cô ấy. Cầm mẹ miệng mày lại đi, nói nhảm nữa là ông bắn chết mày luôn đấy. Người nói là Cao Nguyên, là tên có tướng tá dữ tợn nhất trong đám. Sự thật chứng minh, chẳng những tướng tá Cao Nguyên hung dữ mà tâm địa cũng cực kỳ độc ác. Cố Thành Kiêu đi ra ngoài, Trịnh Tử Kỳ đi theo sau. Vừa ra, cô ta liền nhanh chóng nhập vai, khóc lóc chạy tới. Tiểu Linh sao rồi? Sao lại như vậy? Cô ấy còn sống, cô ấy còn sống. Cao Nguyên tức giận chĩa súng vào Trịnh Tử Kỳ. Vậy mày đi chết theo nó đi. Cố Thành Kiêu nắm chặt hai quả đấm, đang muốn ra mặt ngăn lại thì Hắc Gia đột nhiên táng vào ót Cao Nguyên một cái mắng. Sắp sang năm mới mà mày giết người. Mày đừng có làm chuyện xui xẻo này được không hả? Cao Nguyên cất súng. Trịnh Tử Kỳ thoát được một kiếp, cô ta sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, thoáng chốc ngồi phịch xuống cùng đám chị em. Cô ta yên lặng chăm chú nhìn mấy cô gái khác, dễ nhìn thấy trên người ai cũng có vết tích hoặc dấu răng dấu hôn, thậm chí còn có vết cào. Nhân lúc mọi người lơ là, cô ta bèn len lén bóp mạnh lên đùi mình mấy cái. Các anh em bắt đầu nói qua nói lại chỉ trích Cao Nguyên. Ông à, hôm nay là giao thừa, vui vẻ ăn Tết không được hả? Đúng đó, lần này ai thu dọn tàn cuộc đây? Nói trước là tao không dọn đâu đấy. Thật mất hứng,
Em trai tao hiếm khi được ngủ với người đẹp. Hắc gia cũng không vui chất vấn. Mày bị gì vậy Cao Nguyên? Đương nhiên Cao Nguyên có lý do của mình, hắn tức giận nói. Đã ra ngoài làm thì phải làm trọn bộ. Con quỷ này không cho sờ không cho hôn. Mấy con kia thì rên rỉ vui vẻ. Riêng con này thì cự nữ chẳng cho làm gì. Ông điên quá nên bắn chết nó. Nói chuyện một lúc thì Tiểu Linh chút hơi thở cuối cùng, hai chân thoáng chốc buông thõng. Đám chị em ôm nhau khóc ròng, lúc đầu vô cùng vui vẻ đi kiếm tiền, có ai ngờ sẽ mất đi một người chị em. Hắc gia bước lên táng một bạt tay, làm Cao Nguyên ngã sấp mặt xuống đất, khóe miệng rớm máu. Hắn phun ra, mặt đầy vẻ khinh thường. Con mẹ mày, muốn đi theo anh Khôn thì phải đàng hoàng cho tao. Mày nhìn Nemo, người ta đi theo chú Tư kìa. Chó đội lốt người, da dáng chỉnh tề. Chỉ ít, cũng trông như một thằng văn minh. Mày có thể học theo một chút không hả? Anh Khôn đã nói rất nhiều lần. Tao cũng đã nói nhiều lần. Chúng ta không thể đi lại con đường cũ. Mày tưởng đây là địa bàn châu Phi của mình hả? Mẹ kiếp, mày còn không bất phóng túng thì người tiếp theo bị đánh chết là mày đó. Cao Nguyên bỏ dậy, quyền máu ở khóe miệng, bất thình lình chĩa súng vào thi thể cô gái kia bắn liên tiếp, đùng đùng ba phát. A! À! Các cô gái trong phòng sợ hãi hét lên liên tục. Trịnh Tử Kỳ cũng ôm đầu, khóc nức nở. Mày xem lời ông đây như cái rắm đúng không? Hắc gia tiến lên hai bước nhanh như chớp, tóm lấy cổ tay Cao Nguyên, bẻ gập ra sau. Trong tích tắc đoạt lấy súng trong tay hắn, chĩa súng vào đầu hắn, hung tợn cảnh cáo. Mày tin bây giờ tao nổ súng, nổ tung đầu mày không? Lúc này giọng điệu Cao Nguyên mới hòa hoãn lại xin tha. Được rồi, Hắc gia, tôi không dám nữa. Hắc gia, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Ngày mai, tao còn nhìn thấy một vết máu nhỏ nào là tao bắt thằng nhãi mày dùng lưỡi liếm sạch đó. Cao Nguyên, Vâng. Hắc gia nhìn lướt qua những người khác, bao gồm Nemo quần áo chỉnh tề, vẻ mặt hung ác của hắn đột nhiên trở nên nghi hoặc. Người anh em Nemo, cậu làm xong việc chưa hay không làm? Nemo hơi đờ mặt ra mỉm cười nói. Mới làm nửa chừng. À, đám anh em của tôi cũng đang làm nửa chừng. Nhìn cậu rồi lại nhìn bọn họ, thấy bọn nó quả thật như một đám chó đực. Nemo ngại ngùng mà lịch sự cười cười. Hắn biết Hắc gia vẫn luôn có thái độ cảnh giác với hắn. Đây không phải là hoài nghi về thân phận của hắn, mà là cảnh giác về chính bản thân Nemo. Ở đây mấy ngày, Cố Thành Kiêu đã sớm kín đáo, mò ra quan hệ giữa bọn chúng. Nhóm Hắc gia là thủ xạ của Sa Khôn, còn Nemo là người của chú Tư. Sa Khôn là con trai chú Tư, con trai nghe lệnh ba. Bọn thuộc hạ của con trai đương nhiên cũng không dám thất lễ với thuộc hạ của ba. Nhưng không thất lễ không có nghĩa là sẽ nể mặt. Đám anh Khôn cũng chưa chắc hoàn toàn phục tùng đám chú Tư, bởi vì dù sao, đám chú Tư cũng đã bị cảnh sát diệt gần hết rồi. Chính vì vậy, đám anh Khôn rất muốn nổi dậy thay thế đám chú Tư. Đây là hoàn cảnh khó xử mà tên Nemo vượt ngục thành công phải đối mặt. Cố Thành Kiêu vẫn phải đóng vai nhân vật khó xử này. Động tác nhặt thi thể của Cao Nguyên vô cùng thành thạo. Hắn cuốn thi thể vào chăn bông rồi khiêng ra ngoài như khiêng một bao gạo. Các anh em thầm hỏi nhau, tiếp theo nên làm thế nào? Tiếp tục làm chuyện chưa xong hay đuổi đi hết? Hay là diệt khẩu tất cả? Anh quyết định đi Hắc gia. Tất cả anh em sẽ nghe theo anh. Hắc gia liếc qua Nemo, lại liếc nhìn cô gái mặc áo choàng tắm duy nhất trong đám phụ nữ. Cô nào cũng đang khóc. Thứ nhất là đau lòng cho cảnh ngộ của Tiểu Linh, thứ hai là lo cho cảnh ngộ của mình. Một cô gái khẽ lanh lợi khẩn cầu. Các ngài à, chúng em sẽ không nói ra đâu. Hắc gia nhổ tuẹt một bãi nước bọt trước mặt mọi người. Nói ra cũng không sao. Mấy anh em này có nhiều nợ máu lắm. Nói đến giết người như ngoé thì là bọn tao. Các cô gái đều run lẩy bẩy. Hắc gia bước đến, nhìn từng cô gái xinh đẹp ướt át, đột nhiên tóm chặt Trịnh Tử Kỳ, lột thẳng áo tắm của cô ta ra. A! À! Cô gái hoảng sợ kêu lên, túm vạt áo lại theo bản năng, nhưng vẫn vô tình,
bị lột lớp bảo hộ. Cô sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, mặt đầm đìa nước mắt vô cùng đáng thương. Nemo rời mắt đi. Hắc Gia nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt, chỉ thấy bắp đùi thon dài trắng nõn của cô ta loang lổ dấu đỏ. Vết móng tay cào, có nhiều chỗ còn rớm máu, còn có cơ thể bên dưới áo lụa tím kia, trên lưng, thậm chí trên ngực, đều đỏ ửng từng mảng, giống như bị bóp, cũng giống như bị hôn.